Bây giờ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết đáng chú ý. Thưa quý vị, chiều nay thì Hà Nội không còn mưa nhiều nữa. Liệu đêm nay có mưa lớn quay trở lại không? Xin mời những cập nhật từ biên tập viên thời tiết Hương Liên. Xin mời chị. Vâng, Sơn Lâm, khả năng là mưa to như mấy đêm trước là không cao, nhưng trời vẫn có lúc mưa rào dồn dập. Mưa sẽ kéo dài đến sáng mai, sau 10 giờ mưa giảm dần và đến trưa chiều thì trời có thể hửng nắng nhẹ. Nhiệt độ cao nhất tăng 3 đến 4 độ so với hôm nay, lên 32 độ, không còn cảm giác mát dịu nữa. Hà Nội hôm nay tuy mưa giảm nhưng mực nước tại trạm đo Yên Duyệt trên sông Bùi chưa xuống và vẫn dao động ở sấp xỉ mức báo động 3. Tình trạng ngập úng ở Chương Mỹ chưa thể cải thiện. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, đêm nay có mưa vài nơi, buổi tối và đêm trời mát. Dự báo mức nhiệt thấp nhất đêm nay tại trung tâm thành phố sẽ là 26 độ, gió nhẹ, độ ẩm 94%. Với các huyện Củ Chi, Hóc Môn, thành phố Thủ Đức, huyện Cần Giờ và phía Nam Nhà Bè thì có gió biển thổi, trời mát hơn, 25 độ và độ ẩm cao 95%. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Bây giờ xin mời tiếp tục với các tin tức khác của Chuyển động 24 giờ.